Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý đang theo dõi livestream của DK Eyebrow & Beauty ạ. Và ngày hôm nay thì chúng tôi có một vị khách rất là xinh và chị đã trải nghiệm xong cái dịch vụ laser lông mày và hair shop tại DK. Và chúng ta hãy cùng trò chuyện một lát nhé. Cho em chào chị. Chị có thể giới thiệu cho mọi người đang theo dõi livestream được biết là mình tên là gì và mình đến từ đâu không ạ? Vâng, em là Giang ạ và em đến từ Hưng Yên ạ. À, vâng, Hưng Yên. Vậy lý do vì sao mà chị Giang lại biết đến DK vậy ạ? Em có tìm hiểu trên mạng và mẹ em với cả bạn mẹ em đã có trải nghiệm qua dịch vụ ở đây rồi. Thế nên là em cũng biết. Và chắc hẳn là khi mà chị Giang nhìn thấy những cái sản phẩm làm đẹp của người thân của mình và mình đã quyết định là đặt niềm tin và đi cây đúng không ạ? Vâng. Và trước khi ngắm nhìn cái cặp lông mày mới của chị Giang thì mình xin mời các bạn có thể quan sát qua cái tình trạng cũ của chị Giang nhé. Thật ra là đây là lông mày sau khi mà chị Giang đã thực hiện laser qua công nghệ laser Picomax tại DK rồi. Và như mọi người có thể thấy ấy, thì là cái phần mực cũ của chị đã hoàn toàn biến mất này. Và theo như mình được biết thì chị Giang chỉ laser một lần thôi đã có thể làm lông mày mới rồi. Thì chị Giang có thể chia sẻ cho mọi người đang theo dõi livestream được biết cái tình trạng lông mày của mình trước khi hút được không ạ? Dạ vâng, cái lông mày của em trước khi hút là lông mày đã làm được khoảng 1-2 năm điêu khắc ở chỗ khác rồi. Thế nhưng mà nó bị trổ đỏ ra, tức là nhìn nó không được đẹp. Và mỗi lần ra ngoài thì em phải kẻ lông mày, che đi cái trổ đỏ đấy. Cái lý do, cái nguyên nhân mà cái gốc mực của mình bị trổ đỏ là do cái gốc mực không đảm bảo và pha tạp chất và pha kim loại. Nhưng mà với cái gốc mực tại DK đang sử dụng thì là mực organic nhập khẩu từ Đức, nên là qua cái quá trình mà khi mà cái tuổi thọ cái lông mày của mình hết rồi thì lông mày của chúng ta sẽ chỉ mờ đi thôi chứ không hề bị trổ sang màu khác, nên chị Giang yên tâm chị Giang nhá. Vậy trong cái quá trình laser một lần và làm luôn lông mày mới thì chị thấy thế nào ạ? Mình có cảm thấy cái da của mình bị tổn thương hay là đau hay là khó chịu gì không ạ? Đương nhiên là khi mà làm thì em cảm thấy hơi rát ạ, nhưng mà nó ở trong cái mức độ mà mình có thể chịu được nữa. Và bây giờ thì em xin mời máy quay quay sát hơn cái cặp lông mày mới của chị Giang để chúng ta có thể nhìn kỹ hơn được những cái sợi lông mày của chị nhé. Vâng, và cái công nghệ mà chị Giang đang vừa mới sử dụng ấy là công nghệ hair shop. Đây là cái công nghệ mà mới nhất hiện nay. Đó, và với cái cách xếp sợi siêu thực 3D này thì mọi người có thể thấy là nhìn như thế này thì không hề còn cái dấu hiệu của cái gốc mực cũ nữa. Có thể là nhìn qua như thế này thì không ai có thể phân biệt được đây là một cặp lông mày sửa, đúng không ạ? Vì không còn một dấu vết gì của mực chỗ đỏ nữa. Và bây giờ là một cái cặp lông mày hoàn toàn mới. Đó, rất là tự nhiên. Và cái dáng lông mày khi mà chuyên gia của chúng tôi thiết kế cho chị Giang cũng rất là phù hợp với cả khuôn mặt. Vậy sau khi mà sử dụng xong tất cả những cái dịch vụ tại DK thì chị cảm thấy thế nào không ạ? Em cảm thấy khá là hài lòng và ưng với cái cặp lông mày mới. Vậy trong cái quá trình làm ấy thì chị có thấy đội ngũ của DK chăm sóc chị như thế nào và về tay nghề của chúng ta chị có nhận xét gì không ạ? Các chị nhân viên thì khá là nhiệt tình ạ. Còn chị chuyên gia làm cho em thì rất là kỹ tính. Sau khi điêu khắc xong và thực hiện những bước khác thì có kiểm tra lại và cũng chỉ hướng dẫn các bạn ý rất là rõ để có thể làm được lông mày ưng ý ạ. Vâng, em cảm ơn những chia sẻ của chị Giang rất nhiều. Và chắc chắn là với cái cặp lông mày này thì mình sẽ có một cái năm mới thật là tự tin này và xinh đẹp hơn rất là nhiều. Và mình cũng lưu ý giúp em là cái chương trình tích điểm là nếu như mà chị Giang giới thiệu cho thêm bạn bè và người thân của mình cũng như là mẹ và người thân của chị giới thiệu cho chị thì thứ nhất là bạn của mình sau này cũng được giảm 5% này, và bên cạnh đó thì chị cũng được tích thêm 5% cho những lần sử dụng dịch vụ tiếp theo ạ. Vâng, và cảm ơn những chia sẻ của chị Giang rất nhiều. Và DK vẫn đang áp dụng chương trình giảm 40% tất cả các dịch vụ nhân dịp năm mới, nên là và chương trình này sẽ chỉ áp dụng đến ngày 6 tháng 1 thôi, nên là các chị em hãy nhanh tay đặt lịch ngay ngày hôm nay để giữ lại ưu đãi cho mình và bạn bè nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của mình ngày hôm nay ạ. Xin chào mọi người.